Xin chào anh em, chào mình toàn thể anh em đã quay trở lại với kênh Tú Audio Hải Dương. Và buổi chiều ngày nay tiếp tục lên đường trang bị âm thanh cho anh em khách hàng. Và trong số đó thì có lên đường cái mẫu súp dầu xe bát 40 cho anh em khách hàng Hà Nội. Xin gửi cho anh Dũng với bộ sản phẩm súp điện bát 40 dầu xe, anh đã đặt hàng bên cả em Tùng Audio. Trước khi gửi hàng đi thì em Tùng sẽ làm một video test lại âm thanh để đảm bảo rằng là hàng đến tay anh em khách hàng chúng ta sẽ sử dụng ngay, tránh vấn đề là mỗi máy móc cũng như là hàng sẽ được đóng gói rất là cẩn thận để trước khi lên đường cho em khách hàng. Đây là hình thức của mẫu sản phẩm RCF GH15 phiên bản súp điện bát 40. Và em Tùng xin phép cùng anh em đập hộp kiểm tra chất lượng âm thanh test cho anh em thảo luận với mẫu sản phẩm RCF nhé. Bát 40 con dòng này thì rất là khỏe tiếng các bạn, với công suất tối đa là 1000W, công suất đánh trung bình là 450W. Và anh em lưu ý tránh đánh dưới máy tôn nhé các bác nhá, nó rất là rung và cực kỳ là khỏe. Anh em chơi gia đình thì để công suất khoảng tầm 40% thôi, hoặc là nếu anh em mà có cho to lên khoảng tầm 50-60 là rất là hợp lý. Và chơi mà to quá thì anh em sẽ cảm thấy là tiếng đánh rất là ngực với cái dòng súp RCF này. Đây các bác nhìn thấy này, đây, em cùng anh em mà kiểm tra một chút đây, các bác nhìn không ạ, RCF gần 15 đây. Cái phiên bản súp điện bát 40 này khi chúng ta chơi ấy, trải nghiệm ấy, thì các bác sẽ cảm nhận được ngay cái chế độ âm thanh và hình thức cực kỳ là hầm hố của dòng này. Nói thật các bác, đây là một cái dòng súp rất là nặng, đây là hơn gần 40 cân cơ. Nếu mà cả các cái linh phụ kiện mà em đóng vào thì nó rơi dao động trong khoảng tầm 40 cân. Nếu là anh em mà đã mua hàng bên cả anh em, đa phần những em khách mua loa hoặc là tất cả trang bị âm thanh mà có kích thước khoảng tầm 20kg trở lên là phải cọc trước tiền ship, bởi vì đây cũng sẽ là cái yêu cầu mà tất cả đơn vị bán thiết bị âm thanh đấy, để cùng anh em nhận hàng chúng ta yên tâm hơn, cũng như là bên cả anh em khi gửi đi cho các bác là biết chính xác là các anh em đặt hàng, tránh tình trạng là bom hàng. Thế nên là bên em khi mà gửi hàng sẽ đóng hàng rất là cẩn thận nhé các bác. Các bác nhận hàng về chúng ta được quyền kiểm tra hàng, được thử hàng trước khi thanh toán nốt cái số còn lại. Các bác đang nhìn thấy thiết kế của RCF bát 40 đấy các bác nhé. Đây là thiết kế mặt sau, và quý anh em tham khảo một chút về các cái thông số đã. Sau đó thì em sẽ quay mặt trước ra cùng anh em trải nghiệm âm thanh thực tế của dòng RCF này. Chúng ta sẽ thấy một cái mặt sau với rất nhiều thông số cơ bản. Dải tần số sẽ là từ 20 cho đến là 700Hz. Công suất tối đa ở trên sẽ là 1000W, và công suất đánh trung bình sẽ là 450W. Trở kháng của con này sẽ là 8 ohm và độ nhạy sẽ là 90 dB. Đấy, và chúng ta sẽ có thêm cho mình các phím chức năng đảo pha, chế độ volume âm lượng tổng, cắt tần số, đấy, chế độ lấy tín hiệu qua đường AB, hoặc là anh em có thể sử dụng line, tức là chúng ta sẽ link sang quả súp khác đấy, chơi qua các đường INA ở đây. Đấy, rất là đơn giản. Và công tắc nguồn em này thì thiết kế phía mặt sau nhá, có đầy đủ các linh phụ kiện rồi, nhận hàng về cứ thế ghép nối vào với âm ly này, với vang này, lưng tiếng là chúng ta có thể trải nghiệm âm thanh. Và cái dòng này thì nó sẽ đánh trực tiếp qua bảng màn điện tử đấy, tức là chúng ta sẽ không sử dụng đến công suất nữa, vậy chúng ta sẽ tiết kiệm được cái phần công suất để anh em sẽ đánh thêm những cặp loa phòng hát gia đình, đánh na full, chơi súp điện thì chúng ta sẽ không tốn công suất nhá. Ok, và ngay bây giờ được cùng anh em kiểm tra chất lượng âm thanh giao diện mặt trước của dòng RCF GH15 cho anh em nhá. Và các anh em, và đây là thiết kế mặt trước cho anh em khách hàng Hà Nội với dòng RCF GH15. Các bác nhìn thấy về thiết kế giao diện này, đấy, quả thật là một con súp rất là hầm hố về mặt kích thước đúng không ạ, cực kỳ là chắc chắn luôn các bác nhé. Thùng gỗ chắc chắn. Các anh em sử dụng những cái dòng mà nhập khẩu như thế này chúng ta sẽ yên tâm hơn, kể cả về hình thức giao diện và chất lượng âm thanh nữa. Và chơi lâu dài bền bỉ, dòng này đánh rất là lực tiếng, anh em chơi chúng ta sẽ cảm nhận được ngay cái chế độ âm thanh tiếng bass, tiếng trầm nó sâu tiếng hơn, nó chắc tiếng hơn. Và nghe na full thì thường sẽ là giải lời rất là nhiều, nên là anh em mà muốn nghe âm thanh mà có cái tiếng bass dày, có một cái chế độ âm thanh tiếng bass sôi động thì chúng ta lựa chọn thêm những quả súp bass 30-40 sẽ là sự chọn chơi gia đình với những dòng súp điện rất là hoàn hảo. RCF GH15 bên là em Tùng Audio, các bác đã được nhìn thấy về thiết kế kích thước này rồi, và bây giờ thì cùng anh em lắp tay nghe và trải nghiệm âm thanh của RCF GH15 các bác nhá. Đấy thì em lấy tín hiệu qua điện thoại di động cùng anh em trải nghiệm âm thanh nào. GH15 ạ. Đây là cái chế độ âm thanh tiếng súp thô, tức là em không kết nối với loa full nữa các bác nhá. Về chúng ta sẽ tự kết nối với loa full, và ở đây thì chủ yếu để cho anh em nghe được cái chất âm
của cái dòng xuất điện RCF này thì chúng ta sẽ nghe âm thanh thô của cái dòng này. Thì tiếng bass đánh ra các bác nghe cho bạn rất là chắc tiếng, sâu, lực tốt. Và ở đây thì nếu như các anh em ngồi đối diện, chúng ta sẽ cảm nhận được một cái chế độ âm thanh cực kỳ là sức mạnh đến từ cái dòng RCF này. Và thậm chí là nếu như các anh em để âm lượng to lên nữa thì chúng ta sẽ cảm thấy là rất là khó chịu, tức ngực đấy, nếu như các anh em mà đối diện. Còn đa phần chúng ta chơi gia đình thì chắc chắn là chúng ta sẽ để ở một góc tường, và chúng ta sẽ có một chế độ âm thanh tiếng sub đi theo với dàn máy, tức là chúng ta sẽ ghép vào lưng tiếng rồi ghép vào vang và tăng giảm âm lượng sao cho nó phù hợp với dàn máy âm thanh của anh em. Với nếu anh em mình đã chơi dòng sub RCF thì chắc chắn là các anh em sẽ không muốn chơi sang cái dòng sub điện nào khác nữa, bởi cái dòng này nó quá tuyệt vời rồi. Và giá thành thì em Tùng xin nhắc lại một lần nữa, hiện tại thì đang để cho anh em với mức giá chỉ có 4.200.000 đồng thôi, từ mức giá 4.500.000 mà đã giảm xuống cho em mức giá là 4.200.000 đồng. Và ngày hôm nay thì lên đường cho anh em khách hàng Hà Nội, xin gửi trực tiếp cho anh Dũng với mẫu sản phẩm RCF Bass 40 hàng nhập khẩu tốt và chất lượng bên cửa hàng em Tùng Audio. Nếu anh em đang cần mua những quả sub điện tốt và chất lượng như này, nghe âm thanh uy lực mạnh mẽ như này, các bạn liên hệ trực tiếp bên em Tùng Audio Hải Dương theo số thoại bên dưới màn hình 0979629336 đặt hàng sử dụng ngay cho mình dòng sub điện nhập khẩu chất lượng RCF Bass 40 bên cửa hàng em nhé. Xin chào các bác.